Mọi người nhớ cho em nhé, chọc đầu chọc lít cho em, để cái quả dưa nó không bị lổ nhá. Đặc biệt những cái quả già như thế này này, quả già thì tỉa. Cái thứ nhất là các bác khi mua dưa thì cố gắng là chọn quả nó cũng quả ngon. Thường chúng ta chọn quả ngon nên nó hay già. Đây cái chị này là chị mua cho em quả này cũng khá là già này, cho nên là chúng ta bắt buộc là phải thông đầu thông lít nó đi nhá. Nhớ cho em thông nó đi thì mình sẽ không bị nổ nhá, nhưng mà tỷ lệ nổ nó vẫn có nhá, chứ còn không phải là không có đâu. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái xúc cao cấp nhá. Xúc cao cấp thì cái bộ xúc cao cấp các bạn sẽ rất là tiện. Đây chúng ta sẽ dùng cái xúc to này để chúng ta, ở đây em sẽ đi ba bông hoa đồng tiền nhé các bác nhá. Đây em sẽ dùng hoàn toàn, hôm nay em sẽ dùng hoàn toàn bằng xúc cao cấp cho các bác xem. Và đồng tiền thì chúng ta căn này, chúng ta căn một bông ở giữa này đi. Đấy, chúng ta đặt cái xúc xuống trong máy. Có cái xúc này thì các bác rất là tiện. Đó. Nhất là những bác nào mà kiểu mình làm hàng ấy, mình có cái xúc này thì làm thì mình rất là nhanh này. Mùa trung thu đến rồi, rất nhiều bác mà học mẫu trên trung thu ấy, trên dưa ấy. Cái này chúng ta đi sâu một tí nhá, để lát chúng ta lấy cái phần nhụy. Cái này nếu như chúng ta không có xúc thì chúng ta phải đi dao. Đấy, quả này khá là già, các bác nghe thấy tiếng dưa không? Khá là già. Và đây em sẽ đi dao bút ba lưỡi các bác nhỉ. Dao bút ba lưỡi thì mình sẽ dùng cái phần phần cong này của nó này để đi này. Bài ngày hôm nay thì em chia sẻ thôi chứ cũng không kịp dạy gì cho mọi người được nhiều đâu. Cho nên là những ai mà học thì chúng ta cố gắng nhá. Chúng ta sẽ phải học về kỹ thuật rất là nhiều. Các bạn chịu khó học kỹ thuật tốt đi, xong vào đến đây thì vào mẫu thôi. Thế nhưng mà cái mẫu này thì cũng là một cái mẫu rất là dễ, cho nên là mọi người hoàn toàn có thể là nhìn một vài lần làm được thôi, nếu như chúng ta có cái dụng cụ hỗ trợ. Cái cách để mà lấy ra cái nhụy hoa ấy, thì em chia sẻ ở rất nhiều các video khác rồi. Đấy là chúng ta càng tạo được cái khối nhụy đẹp thì cái hoa của chúng ta càng đẹp nhá. Còn nếu như mà mọi người mà không tạo được khối nhụy đẹp thì hoa của chúng ta nó sẽ không đẹp. Đấy, con dao bút ba lưỡi thì chúng ta lướt nó rất là dễ. Con này của em là nó cũng hơi cùn nhầy rồi đây này. Em tỉa khá là nhiều đợt vừa rồi. Bác nào mà mới mua ấy, nó sắc nẹm luôn. Cho nên là dao bút ba lưỡi các bác lưu ý nhá. Nó sắc lắm. Các bác dùng thì mình phải cẩn thận. Cùng với đó là đặc biệt là không để gần trẻ em. Và các em bé mà nó lướt vào cái này một cái thôi thì là rất là nguy hiểm luôn ấy. Hôm trước có một mẹ bảo là em tập xong rồi cuối cùng em để trên bàn, nhưng mà con em nó lướt vào rồi, nó mới 3 tuổi thôi, nghe thôi mà tôi dùng hết cả mình đi. Các mẹ hết sức cẩn thận đây. Lần này chúng ta sẽ dùng cái đầu xúc tròn nhỏ để chúng ta lấy nhá. Đây, có xúc này thì cực kỳ nhanh này. Cứ thế các bác lấy ra thôi. Cái mẫu này nếu mà chúng ta đi dao hoàn toàn ấy thì nó sẽ đẹp hơn. Phải thẳng thắn như thế nhỉ, đi dao hoàn toàn thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều khi các bác đi xúc. Cho nên những bạn nào mà đã đi được dao thì lại có khi nhìn được sang xúc lại không khoái đâu. Xúc chỉ là hỗ trợ thôi. Thế nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa biết làm dao thì chúng ta đi xúc để làm cho nó nhanh. Còn đã tập luyện sang rồi thì nhiều khi chúng ta lại không thích đi dao, không thích đi xúc nữa đâu. Đấy, từ này thì nghiêng dao lên một tí không là nó bục ra các bác nhá. Bác đợi em một tí, em chỉnh cái máy quay một tí đã nhá. Nó đang người đợi em một xíu nhá, nó bị lóa quá. Bác nào đang ở trên mạng nhìn giúp em hết sao nó lóa. Lóa quá hay bảo em để em chỉnh đấy. Sao em nhìn con máy em nó lóa quá nhỉ? Mọi người có thấy bị lóa không? Nó đen đúng không? Trời ơi, làm nào bây giờ? Được chưa cả nhà ơi? Có tối quá không ạ? Được cái này thì hóng cái kia. Khổ ghê. Ok chưa cả nhà? Đỡ nhìn rõ hơn chưa? Bản thân em nhìn vào thì nó hơi tối. Nào nào nhỉ? Bật các loại đèn rồi đấy. Không biết phải làm sao đây.
hôm nay chuyển cái góc quay cái tối buồn này này đâu vẫn bị lóa này, vẫn bị lóa này, thế này nhá, là nhá nhá, đó thấy chưa, có vẻ ổn ổn rồi đấy. Đây thế này mình sẽ đi như này nhá, nghiêng dao nhá, các bạn nhớ nghiêng dao cho mình cái phần này nhá. Đấy, mình nghiêng dao thì mình lấy nó khác ra này. Mình không nghiêng đủ dao thì đến lúc mình lấy là nó sẽ bị dính ở bên trong. Thật sự với mọi người là ngày hôm nay em cực kỳ mệt đấy, em chiến đấu cả một ngày luôn rồi. Hôm nay em dạy ca sáng, ca chiều, ca tối, nhưng mà tối ngày hôm nay thì cái bạn học viên bạn ấy và chị cố quay cho em cái video về cái hoa cúc mà cái hoa đồng tiền mà đi bằng xúc giúp em với, bởi vì là hôm trước em học nhưng quên hết. Cho nên là em lại cố các bạn. Đấy, em chiều học viên lắm. Đây đến đây mình lại đi tiếp này. Bởi vì bạn này thì bạn ấy cũng đang học để bạn ấy cố bạn làm trung thu. Thế cho nên là thôi cố. Cố gắng. Chúng ta cùng cố gắng với nhau một chút nhé các bác nhé. Đáng ra kể mà quay được buổi sáng thì nó sẽ sáng hơn đấy. Nhưng mà dạo này em cũng kín lịch luôn rồi. Nên là cố gắng quay cho mọi người vào buổi tối. Vừa quay cho các bác ở đây và cũng là quay video để ghi lại. Em đang đi bằng hai máy đấy. Để ghi lại cho bạn ấy và chuyển cho bạn đi để bạn đi học. Thì tiện thể thì quay luôn ở trên trang, chia sẻ với mọi người luôn cái mẫu này. Bởi vì cũng sắp đến Trung Thu rồi, mọi người cũng dùng đến nhiều lắm. Mấy ngày hôm nay thì trang thì em luôn luôn trong tình trạng bão. Mọi người hỏi về các dụng cụ tiểu của Trung Thu. Cứ đến tầm này là thế, năm nào cũng thế. Cũng rất là vui, mọi người rất là tin tưởng. Và năm nay thì em có đưa ra một cái mẫu, đấy là cái mẫu tỉa chữ vui Trung Thu ở trên cái quả xoài. Có vẻ như là cũng gây báo cho mọi người. Đấy, cứ được một lúc một ánh sáng ra vậy thôi. Ờ, là sao? Là sao? Đấy. Cái bộ xúc này thì nó sẽ tiện hơn cho mọi người. Nếu như mọi người đi cái bộ xúc cơ bản ấy thì đi các cái mẫu này nó hơi khó nhá. Nó không được đẹp như này đâu. Xúc cao cấp này thì nó sẽ giúp mọi người rất là nhiều trong những các cái mẫu lớn. Đây, và đến đây thì mình sẽ đi cái đầu nhỏ này, đầu nhỏ nhất này nhá. Đấy. Cái bạn này là bạn ấy đi từ Quảng Ninh, bạn ấy lên nhà em học. Xong bây giờ về đến nhà thì bạn ấy quên mất cái mẫu này. Mà video thì em lại chưa kịp làm cái mẫu này. Thế là không có video để gửi cho bạn ấy. Thế nên là phải lên cái buổi như thế này. Thực ra khi học ở nhà em ấy, học trực tiếp ấy, thì mọi người sẽ học kỹ thuật là chính thôi. Còn mẫu thì hầu như là mọi người sẽ về xem lại video nhé. Bởi vì nếu mà học trực tiếp mà đi mẫu thì mất nhiều thời gian lắm. Hầu như các bạn đến nhà em thì cứ tranh thủ một ngày, hai ngày thôi. Những bạn ở xa ấy, thì các bạn ấy đến học thì thường là cứ học cả ngày. Từ sáng đến tối. Buổi trưa thì thôi em ăn gì thì các bạn ấy ăn đấy. Nhà em riêng học viên là rất là vô tư ở cái chỗ đấy. Mà em cũng thẳng thắn luôn với các bạn học viên là đến học. Thì em cứ nói là tính phí 100.000 một giờ, thế nhưng mà em lấy cứ buổi sáng 3 tiếng, buổi chiều 3 tiếng, nhưng mà thực ra mọi người ngồi từ sáng đến tối luôn. Bạn nào có sức thì ngồi đến tối. Xong là cơ văn của nhà em luôn nhá. Thế cho nó tiện. Đấy, xong đến đây nhá, mình nhớ này, cái phần này nhá. Anh nhớ giúp chị này. Anh nhớ cho chị lấy phần này nhá. Em đang bị mắc ở chính cái phần này này. Cái phần này thì mọi người lưu ý là mọi người sẽ bắt đầu lấy cánh thì mọi người sẽ đi đúng một vòng tròn cho em nhá. Đi đúng một vòng tròn để lấy cánh ở đây. Đây, nghiêng con dao này. Mới, mình mới ấy, thì mình đừng ham. Các bạn mới, các bạn đừng có ham là kiểu dạng như là mình đi nhiều, đi nhanh. Đi chậm lại một tí. Mình đi vòng nhỏ lại một tí như này này. Tí ít ở dưới này thôi. Đừng ham đi nhiều lên trên nhá. Đi tí một thế này thôi này. Con dao nó ở đúng cái điểm này này. Mình ra. Đấy, mình đi dần dần thôi. Ví dụ mới là các bạn đến đây, các bạn lên luôn đi. Đấy, để nhấc ra cho nó an toàn. Còn những người ta làm lâu năm rồi, người ta đi đúng một vòng luôn là nó ra nhá. Nhưng mà để đạt được như thế thì mình phải luyện. Nên các bạn đừng có ham. Đây, ví dụ như mình làm lâu rồi thì mình cứ thế mình đi là mình ra được. Nhưng mà mình mới, các bạn mới thì đừng bao giờ làm như thế. Bởi vì làm như thế các bạn sẽ bị nhây đấy, không ra được đâu. Đừng ham. Cái quả này thế thôi, nhưng mà làm khá là lâu đấy nhá, không nhanh đâu. Mặc dù là có xúc hỗ trợ rồi, còn nếu như mà các bạn mà không có xúc hỗ trợ ấy, các bạn đi tay ấy, thì nó siêu lâu luôn. Bởi vì nó rất nhiều lớp. Đây, đến đây thì mình sẽ làm sạch cái phần này đi nhá. Làm sạch sâu nó xuống này.
À, anh nhớ cho chị cái phần này nhé, em đang bị lỗi ở đây rất là nhiều, em không làm sạch xuống đây này. Các bạn ở trên trang Tiểu Hoa Nghệ Thuật đang xem trực tiếp ấy, các bạn hỏi gì cứ hỏi nhé. Lát đây em tỉa xong em trả lời được nhé, bây giờ em không đọc được đâu. Bây giờ em tập trung vào em tỉa đã và em dạy cho mọi người đã nhé. Bên ai hỏi gì ở cái trang đấy thì cứ hỏi đi, hỏi lát nữa em sẽ trả lời chứ em không trả lời ngay được. Còn những ai mà mua dụng cụ thì cứ để lại comment, thì nhân viên lát nữa người ta sẽ gửi cho mình cái dụng cụ để cho mình biết. Đấy, làm sạch nhá, làm sạch này. Nhớ cái vòng này của chúng ta này, làm đều nhau nhá. Ví dụ như chỗ này đang thấy là nó to này, cái chỗ này nó bé này, các bạn đều đi này. Làm cái chỗ này đều đi. Cái nhóm của em thì toàn là các bà, các mẹ, các chị, mình cũng mới học tỉa thôi. Cho nên là chúng ta cứ cố gắng từ từ, không có gì phải vội cả nha. Đấy, con dao này nó bắt đầu cùn nhầy nhầy. Mọi người lưu ý nhé, con dao này thì khi mọi người mua về, mọi người muốn mài nhá, mày khô như này cho em nhé. Mày khô như này, không mài ướt nhá. Và chỉ được mài bằng cái đá mài của nó thôi nhá. Đừng có mài trong mài đá mài khác là mất lưỡi dao đấy nhá. Lưu ý là mài khô như này này, xong rồi lấy giấy ăn lau sạch đi. Là được chứ đừng đừng có mà mày ướt là cái lưỡi này nó cũng hỏng này, nhớ cho em như thế nhá. Và không mài bằng cái con dao, bằng cái đá mài gác đấy, mài phát nó sắc luôn này, sắc ngọt luôn. Giống với các cái loại dưa này, các bạn càng dao sắc thì ra tác phẩm nó mới đẹp được, nó mới sắc nét được. Kiểu cái con dao cán gỗ ấy thì cũng tỉa được, nhưng mà phải yêu cầu các bạn lúc trước khi tỉa phải mài sắc, cùng với đó là cái nước, cái đường tỉa thì nó không thể sắc nét được như là đi với cái dòng dao này đấy. Nhưng mà mới tập thì cũng đừng có cầu kỳ phải đi cái dao lưỡi làm gì nếu như mà kinh tế mình không có. Em thì em quan điểm là mỡ nó ra nó, những bạn nào có kinh tế thì mua những cái bộ như thế này, còn những bạn nào chưa có kinh tế thì cứ học cái bộ cơ bản đi đã, xong ra tiền từ cái bộ ấy đã, rồi lúc đấy em lấy tiền đấy để mà mua bộ cao cấp. Chứ còn chưa ra tiền thì đừng có vui lên xong là mua bộ cao cấp xong về chưa chắc đã học được cái phí ra nhá. Lưu ý như thế cho em nhá, các bạn học viên là em cứ thẳng thắn thôi như thế. Đây, đến đây thì mình sẽ đi bằng cái xúc này để mình lấy ra này, nó sẽ tương ứng với cái mắt xúc này nhá. Mọi người lưu ý đi xúc này, đi thẳng ngoáy trái ngoáy phải cho em đấy, đi thẳng ngoáy sang trái ngoáy sang phải hai bên. Chứ còn các bạn đừng có đi xúc thẳng như này xong đi ra luôn là nó sẽ không ra được bông hoa đâu nhá. Là đến lúc hoa của các bạn ra nó sẽ xấu nhưng không đẹp đâu. Thực tế ra lúc em đi nhanh mọi người không nhìn ra là em đang ngoáy sang bên trái một tí, sang bên phải một tí. Bởi vì em đi nhanh thì em ngoáy rất nhanh. Cho nên các bạn xem video các bạn nhiều khi thấy tua nhanh đi các bạn không để ý, các bạn cứ thế là đi thẳng xuống. Đấy, mình ngoáy ở cái chân của cái xúc ấy. Chứ còn mình mà không ngoáy cái chân xúc vào lát nó lấy ra cái cánh hoa nó cứ dính vào nhau, không đẹp đâu. Đấy, xong một lớp cánh hoa, mọi người thấy nhanh không? Siêu nhanh đúng không? Đấy, bây giờ mình lấy con dao mình nghiêng đi này, nghiêng mình lấy ra này. Mình mới thì mình cũng đừng ham nhá, mình đi ít như này thôi là. Đấy, mình mới mình đi từng cái một như này thôi, một đoạn này thôi. Thế còn em đi quen rồi thì em mới đi được cả như này nhá. Nên những bạn nào mới học đừng có vội, vội là đứt hết, tuyệt đối không vội luôn cho em ấy ạ. Để đạt được và đi cả một cái vòng như thế này thì các bạn phải luyện nhiều vào. Và đừng có mà luyện trên xoài, trên dưa hấu chết tiền. Cứ xoài mà đi cho em. Đấy, ra một lớp cánh hoa chưa ạ? Đây, tiếp cánh tiếp theo này, mình lại chỉnh nhá. Mình chỉnh làm sao ra được đúng một cái vòng như lúc đấy, như cái vòng đầu tiên ấy. À, anh nhớ nhá, anh nhớ cái phần này cho chị nhá. Cái mẫu này thì bạn ấy rất là thích, nhưng mà nó cuối cùng rồi về thế nào là quên mất. Mà rõ ràng cái hôm ở nhà mình thì bạn ấy làm khá là ổn rồi. Thực ra cái việc mà các bạn ngồi ở nhà mẹ và Hân các bạn học, các bạn làm nó quen, cảm giác như là mình có thể ok lắm rồi. Thế nhưng mà đến lúc về mà các bạn không luyện ngay ấy thì các bạn quên là chuyện bình thường. Nhưng các bạn Hà Anh là bạn ấy học ở nhà em cách đây phải đến hơn tháng rồi. Thế xong rồi chắc là về là bận, xong bắt đầu quên luôn.
không thiết tập tành gì, xong tự dưng đến bây giờ gần tháng này rồi tự dưng nhắn lại cuối cùng lên chị ơi em quên mất cái mẫu đấy mà em đang cần, chị giúp em với. Thế là hôm nay tôi rất là mệt, tôi vẫn phải chiều bạn đây. Đấy, học ở nhà em thì các bác học xong các bác về các bác chịu khó tập ngay và gửi bài cho em ngay thì mới nhớ được, xong đến đâu thì mình sửa đến đấy, khi nào mà mình thành thạo rồi nhớ rồi thì không dừng, chứ đừng có chưa nhớ mà đã không nghĩ rằng mình ok rồi mình dừng lại là đến mùa năm sau mình mới làm là thôi xong đấy. Là quên tiệt đấy nhá, nhớ được đâu. Đây, đến đây mình lại đi mình căn làm sao cho nó tròn. Nhớ nha, anh nhớ đây là một khối tiếp hai theo này, em phải nhớ vòng ra đây này. Em đang lấy hết vào trong vỏ của cái quả rồi, mẫu chiều em gửi hỏng hết vào cái vỏ. Đây, đến đây thì chúng ta sẽ dùng đến cái xúc to này nha. Nó có 8 xúc thì các bác sẽ lần lượt đi từ trong ra ngoài. Đến đây cái xúc to này nó to hơn cái xúc kia. Và đây chúng ta sẽ đi này. Đi lớp này thì mình sẽ so le với lớp trước. Nếu mà mẫu đồng tiền này mà các bác đi tay thì lâu lắm, lâu vô cùng luôn. Nhưng có xúc thì nhanh lắm. Đấy, mọi người cứ nhìn xem là không biết là em tỉa cái này vừa tỉa vừa chia sẻ thì chắc nó hơi lâu chứ còn tập trung hoàn toàn vào tỉa thì nhanh hơn rất là nhiều. Nhớ nha, nhớ là đi cái chân xúc mà phải ngoáy nha. Ngoáy sang bên trái một tí, bên phải một tí, bao giờ kỹ thuật đi xúc cũng thế. Nếu không là mọi người sẽ không ra được cái xúc đẹp đâu. Thực ra phải chia sẻ thật với mọi người là tỉa không mệt đâu, nhưng mà nói mệt lắm. Nói cả ngày mệt dã man luôn. Mệt nã thở luôn. Đáng ra là sáng mai em sẽ làm cái video cho các bạn đấy. Nhưng mà vì là sáng mai em có chương trình em phải chạy sớm, nên là em lại phải cố làm bây giờ. Đây nha. Đến đây thì nhớ nha, ra dễ rồi. Cứ thế mà ra thôi. Nếu bạn nào mà thích đi cả quả thì sẽ đi đủ 8 cái, đủ 8 cái mắt đó là nó ra được cả quả. Bạn nào mà không thích đi cả quả, thích đi thành 3 cái nhụy thì đây, hôm nay em sẽ hướng dẫn nha. Cả quả thì cứ lần lượt như này từng lớp ra thôi. Vì cái mắt của cái bộ xúc này nó có 8 mắt cơ, để cho mọi người đi từ trong ra ngoài. Cứ một xúc là 2 mắt, mắt to mắt bé, cho mọi người đi ra. Đấy, ra lớp thứ 2 này. Đấy. Thường thì em sẽ đi 3 lớp nha, 3 lớp hoa xong bắt đầu em sẽ bắt đầu vào cái bông tiếp theo. Để mà tỉa được mẫu này đẹp thì các bác phải quả dưa lấy ít nhất từ 2 cân trở lên nhá. Chứ đừng có mua quả dưa hơn 1 cân xong về đi tỉa cái mẫu to này không làm được đâu. Lưu ý là mọi người đi mua dưa. Và đặc biệt là chị em làm cỗ trung thu là chúng ta hết sức lưu ý khi nhận đơn hàng. Nhiều khách thì người ta không biết mà, cho nên là người ta sẽ đưa cho các bác một đống chữ luôn. Có bác là đính kín cả chữ luôn. Thế là đến lúc đi làm, đến lúc vào làm là hoa mắt luôn. Em là riêng đơn trung thu em không nhận làm chữ luôn. Chữ đơn giản nhất, chữ trung thu thì em nhận. Chứ còn bảo là ghi A, B, C, X, Y, Z là mất thời gian vô cùng. Mọi người đừng nghĩ rằng cạo chữ là nó nhanh. Cạo chữ này, cạo chị Hằng, cạo chú Quậy này. Chị Hằng còn nhanh nhá. Chị Hằng, cái mẫu chị Hằng em gửi cho mọi người ấy, còn nhanh một tí. Chú Quậy xin lỗi mọi người luôn, mất thời gian vô ngần để mới ra được nó. Mặc dù là cái mẫu đấy thì không cần bạn phải học tỉa, nhưng mà bạn phải cực kỳ tỉ mỉ để ra được cái ông Quậy đấy. Trời ơi, hoa mắt luôn. Chữ cũng thế, chữ thì ít hoa văn thôi, càng đơn giản càng tốt. Kinh nghiệm đây mình là các bạn nên làm thế cho mình. Đây, đến cái cánh này nhá. Chữ đừng có ham chữ nhiều hoa văn rồi ôi, khổ với người tỉa vô cùng, toét cả mắt ra. Đấy, đến cái mắt tiếp theo cứ thế mình đi thôi. Nó có cỡ của nó cả rồi nên mọi người cứ yên tâm, cứ thế mà đi ra. Chỉ là mọi người tạo được khối chuẩn là mọi người ra thôi. Cái mẫu này thì mọi người có thể tỉa từ tối hôm trước xong để hôm sau trang trí. Và hôm qua có bạn hỏi là chị ơi, ngâm dưa hấu như thế nào để được 3 hôm. Chịu đấy, không làm được đâu nhá, không ngâm dưa hấu để được 3 hôm nhá. Bạn nhìn xem cái quả dưa hấu với nhiều nước như thế mà ngâm để bao hôm để kiểu gì. Trời ơi là trời, ai lại có thể nghĩ ra được.
không thể đâu nha mọi người nha, dưa hấu chỉ hôm trước hôm sau thôi, mà là còn tùy mẫu ấy. Ví dụ như mẫu này này, hay là cái mẫu mà cạo ấy thì còn được, chứ còn cái mẫu mà hoa hồng ấy xong là đi cho bằng hết ra rồi xong rồi bảo là để bao lâu thì để làm sao được, chỉ hôm trước hôm sau còn tê tết đi, mà là còn phải rau quả dưa hấu nữa, trồng quả dưa nó phải tươi ngon vào, chứ cái quả dưa mà nó lại héo nó ủng rồi xong là tỉa thì về tiếp. Trời ơi, ông ta đọc cái tin nhắn cởi đau của ruột. Chị ơi, làm nào nâng quả dưa hấu để trong 3 hôm, gầm sao? Chị ơi, để nguyên cả vỏ để 3 hôm đó là cả một vấn đề rồi đúng không? Nữa là cạo vỏ nó ra. Ví dụ như các bạn cạo vỏ chỉ một cái lớp ngoài bên mỏng mỏng như kiểu dạng như là cạo chữ mỏng thôi thì chắc là cũng để được. Và như các bạn mà các cái dòng dưa mua dưa hấu Tết ý, thì người ta để được. Chứ còn các bạn bảo những các cái mẫu tỉa này tỉa ra rồi thì làm sao mà để được đâu như thế. Đấy, ra một bông nha, ở nhà nha. Đây nha. À, anh nhớ cho chị này, bắt đầu đến bông thứ hai là chị dạy em phải đi từ đây ra. Thì em phải đi từ đây ra. Trời ơi, chiều nay tôi nhìn mẫu tôi chán hẳn luôn. Đây, đi từ đây. Mọi người nha, mọi người nhớ là khi mà chạm khắc thì mọi người phải vẽ bức tranh làm sao cho nó cân. Ví dụ như bông hoa này nó ở giữa rồi thì bây giờ nó phải hai bông hoa này hai bên như này, không thể bông hoa nào ra đây thì làm sao trang trí được nữa. Đúng không ạ? Đến đây nha, mọi người sẽ dùng tiếp cái xúc cao cấp. Cái phần xúc tròn này chúng ta lấy này. Ở đây em sẽ lấy ra nửa bông hoa ở đây đấy nha cả nhà nha. Nửa thì em lấy đây. Cái phần này hết sức lưu ý này, không cẩn thận là nó nổ này. Mọi người cẩn thận nhá. Cái ông dưa này mà ngon ngon, cái dòng dưa mà ngon mà già nó hay bị nổ lắm. Đấy, đây là mình lấy một cái nhụy này cho em này. Bên này thế mình sẽ lấy một cái ở chỗ này đấy nha. Đấy. Hai nhụy, hai bên. Rồi mình sẽ chỉnh lấy nhụy ra nha. Thực ra với cái mẫu mà mình đi hoa hồng ấy thì cái phần nhụy này mình làm nó sẽ nhanh hơn. Nhanh và dễ hơn. Là cái mẫu này thì chỉnh nhụy đi ra hơi khó một chút. Bạn phải khéo khéo thì hãng làm, còn nếu như mà mình mới học ấy thì đừng ham đi ba bông nhá, kinh nghiệm luôn đầy mình. Mới học đừng đi ba bông, mới học đi đúng một bông, đi tiếp những lớp tiếp theo ra cho em đi, cho nó kín quả dưa đi, thế là nó xong quả dưa rồi, chứ đừng ham nhá, đừng ham đi thêm nhụy thêm gì cả, đừng tham đi ba bông làm gì cả, mình cứ sức đến đâu mình làm đến đấy, chứ đừng. Còn những bạn nào mà học chưa tới ấy, thì mình vẫn khuyên là các bạn đừng có nhận đơn trung thu cho mình. Trời ơi, đặc biệt học viên của tôi cấm luôn những bạn nào mà tỉa chưa đầu chưa đuôi gì xong mà đi nhận đơn trung thu xong bày cái mâm trung thu toét toét này nhá. Tôi mà phát hiện ra là tôi tế luôn. Tỉa cho nó tử tế hẳn hoi đi đã. Thế hãng nhận đơn trung thu. Và những bạn nào mà học từ năm ngoái năm nay làm là được. Chứ đừng có mà đây đến đây mình lại đi tiếp như cái này nhá. Chứ đừng có mà năm nay học làm cỗ trung thu có khi còn có tháng nữa bây giờ đi học xong bắt đầu cuống cuồng lên xong là bảo là em làm cỗ trung thu. Rồi đến lúc đấy thì cứ hoa quả tươi bày lên cho các cháu hộ tôi với ạ. À, chứ đừng có làm hình làm hài gì khổ các cháu quá. Nhìn nó cũng như trung thu nhìn ám ảnh luôn ấy. Thế thì cứ hoa quả bình thường mà bày đi cho đỡ tội các cháu. Mình năm nào mình cũng gào về cái vấn đề này. Nhiều bạn là trước ngày trung thu đến 2-3 ngày chị dạy ngay cho em mẫu tỉa trung thu để em tỉa mâm cỗ cho các cháu. Tôi ạ luôn. Trước một tuần trung thu mà ai mà hỏi giao thôi tôi còn từ chối ấy. Bởi vì nhiều khi không kịp ra gửi giao cho các bạn là đã kịp trung thu rồi. Ví dụ trước trung thu 4-5 hôm các bạn bảo là gửi giao gấp, gửi giao ngay để làm trung thu. Là mình cũng nói luôn là mình không gửi đâu nhá. Bởi vì gửi làm sao kịp được. Nhớ đâu trên đường đi nó không kịp thì nhớ việc của các bạn đi làm sao. Thế xong suốt ngày mình đi giải quyết những cái việc mà nó rất là đi dục đơn rồi các kiểu trên đời. Bởi vì có phải là đơn của các bạn đi là nó đến ngay được đâu. Nhớ đâu bưu tá đấy người ta chưa chuyển được, người ta bảo đơn 3 đến 5 ngày cơ mà. Thế nhưng mà biết đâu đi 3 ngày chưa được đến 5 ngày nó mới được. Thế xong bạn đang vội đơn cỗ trung thu. Cho nên là riêng nhà mình là cỗ trung thu là một này, ngày 20 tháng 10 ngày 8 tháng 3 các bạn mua giao sớm thì mình bán. Còn học thì trước ít nhất phải 1 đến 2 tháng mình dạy. Chứ còn sát ngày thì mình không nhận. Sát ngày nhận thì nhận để cho năm sau nhá. Giao cũng thế, mua để cho dùng trong năm sau. Chứ còn đừng có mà đến sát xịt rồi xong rồi cũng cuồng quá mỏng quàng lên. Xong bắt đầu là dục giao ngay với giao gấp. Mà thẳng thắn luôn nhà mình là không nhận đơn giao ngay giao gấp. Cho nên là các bạn mua được đơn giao ngay giao gấp ở đâu là các bạn mua chứ không phải trừ nhà mình ra luôn. Bởi vì mình không nhận luôn.
mình nhắn, mình báo cho nhân viên nhà mình là không nhận những đơn đấy luôn. Bởi vì không thể nào mà biết được trên đường đi nó như thế nào. Kể cả là có những trường hợp, có những bạn bảo chị ơi cầm ngay ra bến xe gửi cho em, tôi chịu. Không làm được đâu nhá các bác nha. Một đơn giao của các bác được mấy nghìn bạc mà bác em chạy ra bến xe em gửi nữa. Em chỉ có đơn bưu điện thôi, em đơn bưu điện nhà em thì đến ngày đến giờ. Ví dụ như buổi tối thì các bạn thì bác giúp việc nhà em, bác ấy sẽ đóng đơn. Sau đó thì là bưu cục người ta sẽ nhận. Thì đơn của các bạn là sẽ đi tùy, bạn ở gần thì sẽ đến gần nhanh, bạn ở xa thì đến xa. Nói chung từ 3 đến 5 ngày. Đi theo đơn thường của bưu điện đi sao mình đi thế nhá. Không vội được đâu, vội là em không nhận đơn đâu. Bất kỳ một đơn nào vội em không nhận. Mọi người thông cảm giúp cho em nhá. Đây, đến đây thì mình cũng lại đi tương tự như cái kia này. Mọi người thấy cái mẫu này đến đây thấy khó không? Đấy, đến đây thì mình lại đi ra. Đấy, bạn nào mà biết tỉa rồi nhá thì mới nối bông. Bạn nào chưa biết tỉa đừng nối. Mình cứ một bông mình đi thôi, cho nó an toàn nhá. Đến đâu chiến lên đấy. Kể cả tỉa cũng thế, tỉa hoa hồng cũng thế. Hoa hồng mà mình không biết, mình cứ một bông hoa hồng duy nhất thôi. Vừa dễ chia, cân đối. Mà lúc nào mình học được xuất sắc đó, thì lúc đấy mình đi thêm 3-4 bông đấy là cái việc của mình sau. Còn với cái kỹ thuật này thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta cần phải vẽ đẹp một chút ở trong đầu mình ấy. Thì lúc đấy các bạn đi các mẫu này sẽ dễ. Bạn nào mà vẽ đẹp ấy, thì mình dạy rất là nhàn. Nói cái hiểu luôn. Nhưng bạn nào mà cái khối hình của các bạn kém ấy, càng nói càng không hiểu. Xong nói xong đến lúc vào bài dạy nó vẫn cứ không ra. Đấy, cho nên nhiều bạn học viên nhắn hỏi là chị học bao lâu thì được. Chịu không trả lời được câu đấy luôn. Bởi vì có bạn học buổi xong mà. Nhưng mà có bạn học mãi vẫn không xong. Đây, ví dụ như cái bạn mà mình đang phải làm video cho đây. Đó, hôm bạn ấy học ở nhà mình, bạn ấy thành thạo cái mẫu này rồi nhá. Thế xong bạn ấy về, bạn ấy hơn tháng xong, bạn bây giờ bạn mới quánh lên. Bởi vì hôm đấy cũng là mình thấy bạn ấy thuần cái mẫu này rồi nên mình cũng bảo thôi không cần phải quay video lại nữa. Ai ngờ đâu là đấy hôm nay làm, bạn làm xong bạn ấy làm cái bông hoa của mình nó ra đây cơ ạ. Tôi nhìn xong tôi buồn luôn. Đấy, lớp tiếp theo cứ thế mà ra. Và đấy mọi người thấy nhá, dao bút ba lưỡi thì chúng ta đi cái dòng này nó mới dễ ra. Chứ còn nếu mà các cái dòng dao mà thấp hơn ấy thì khó nhá. Phải thẳng thắn luôn là khó đấy. Bởi vì cái dao bút này nó cũng muốn lượn thoải mái như này mà. Chứ còn các cái dòng dao kia thì nó không muốn lượn được. Tiền nào thì của đấy. Để sắc nét thì phải là dao bút ba lưỡi. Đấy. Các bạn buồn cười lắm. Mình đi dao bút ba lưỡi xong đến lúc mình dạy bài cơ bản thì mình cũng lại đi dao cơ bản. Thế là đi dao cơ bản thì có những bạn mua dao bút ba lưỡi rồi. Xong lại chụp hỏi chị ơi chị sao em không có cái con dao này. Chị ơi chị sao chị không bán cho em cái con dao này. Bảo rồi mua bao hút ba lưỡi rồi còn mua cái con đấy để làm gì. Nó có ba lưỡi rồi chưa đủ sao. Ok. Đây. Đến đây chúng ta lại đi ra cánh thứ hai. Cánh này nối ở đây. Và các bạn cũng lưu ý một chút cho mình là các bạn sửa bài thì nhớ là gửi cho mình nhá, gửi cho mình qua cái Zalo chứ đừng gửi trên trang này nhá. Gửi trên trang này là nhân viên nhà mình ấy thì các bạn ấy không sửa được cho các bạn đâu. Nhiều khi cũng hơi khó cho các bạn ấy. Các bạn ấy chỉ có thể là tư vấn cho mọi người về giao được thôi. Thế còn về các kỹ thuật thì mình cũng phải thẳng thắn là nhân viên nhà mình thì đều là hai bạn sinh viên. Cho nên là các bạn ấy không phải là dân chuyên về tỉa hoa đâu. Mà các bạn ấy chỉ là hỗ trợ mình về cái việc là tư vấn và bán sản phẩm, chốt đơn hàng rồi thì làm những các cái việc phụ cho mình thôi, trợ giảng cho mình thôi. Chứ còn thì hai bạn ấy không học về tỉa hoa. Mặc dù là mình cũng rất mong muốn là tuyển được nhân viên là cũng làm về hoa, mà kể cả là các bạn học viên của mình. Nhưng mà phải nói thật với mọi người là cái người tỉa được ấy thì lại không nói được và không viết được. Các bạn sinh viên các bạn ấy viết rất là tốt, các bạn ấy làm sale cũng rất là tốt. Thế còn thì những bạn mà chúng ta học thì chúng ta học được thì chúng ta lại không biết được. Thậm chí là tư vấn cho khách cũng không khéo. Cho nên là mình bắt buộc mình phải tuyển các bạn sinh viên. Thực ra ấy thì các bạn sinh viên thì các bạn ấy
cái thứ nhất là mình tuyển thì lương nó không cao, bởi vì các bạn ấy vẫn đi học và vẫn có thể làm được thêm cho nhà mình. Cái thứ hai nữa là các bạn ấy có thể làm edit video được, chứ còn thì chị em chúng ta học tỉa thì khả năng edit video cũng không tốt. Đấy, đây là cái lớp thứ hai. Cái ba là cái thế mình đi ra này. Thì mọi người thấy bông này mệt chưa? Đấy, đến đây là mình có thể đi tiếp. Đây nha, vào đây luôn nha. Mình sẽ làm tiếp cái nhụy bên này nha. Mình phải xin phép tất cả những bạn mà đang nhắn tin là mình chưa trả lời được nha. Lát nữa mình xong mình mới trả lời, mặc dù mình có nhìn thấy các bạn rồi nhưng mà mình phải tập trung mình tỉa đã. Bông này quyết tâm là tập trung tỉa cho nó ra hồn, ra cốt nữa. Không có video gửi cho bạn ấy. Cái video này mình cũng sẽ edit lại cho bạn là ở Quảng Ninh và cho các bạn học viên sẽ lấy làm tài liệu để chúng ta sẽ tập khi mà các bạn về rồi. Và các bạn học viên ở nhà mình thì mình sẽ hỗ trợ cho đến khi nào các bạn ấy không hỏi nữa thì thôi. Đấy, như bạn này bạn ấy về cả tháng rồi. Xong hôm nay chắc là mới dùng đến, mới tá hỏa đây. Chị ơi em quên hết rồi. Mà em lại thích cái mẫu đấy lắm. Em cần cái mẫu đấy lắm. Cũng may cho bạn là hôm nay có một chị học xong rồi chị lại tặng lại cho mình một quả dưa. Thế là mình không phải đi mua dưa. Thế là mình mới có thể là chia sẻ mẫu này luôn cho bạn ấy. Chứ còn nếu mà bắt mình đi mua dưa hôm nay thì thôi đấy, chắc là thôi. Chiều các bạn học viên lắm cũng không cố được nữa. Và có những các bạn học viên cũng phải thông cảm cho mình như này này. Có nhiều bạn bảo là chị ơi em đến nhà chị học thì chị bu nguyên liệu giúp cho em ở xa. Thì những bạn nào mà quá xa hoặc quá bất tiện thì mình sẽ cố gắng mình sắp xếp. Chứ còn thì những bạn nào mà cố gắng mua được thì chị có mua giúp cho mình. Bởi vì là mình cũng rất là bận. Cho nên là cái việc các bạn mua nguyên liệu đến thì mình dạy nó sẽ tiện hơn. Chứ còn hoặc là cũng có những trường hợp các bạn bảo các bạn đến xong cuối cùng lại không đến chẳng hạn, thì mình đi mua cũng rất là dở. Đấy, cho nên các bạn cứ đến thì các bạn học thì các bạn mang dưa đến, mang hoa quả theo đúng cái bài dạy của mình đấy. Và bạn nào học ấy thì bởi vì chúng ta học có phí mà, nếu mà các bạn đã xác định học có phí thì các bạn phải nghĩ rõ, trả lời rõ một cái câu là học để làm gì, học cái gì và học để làm gì thì thời gian của các bạn nó mới chuẩn được. Ví dụ như có những bạn chỉ học với dưa hấu thôi, có những bạn chỉ học chặng khác thôi, để mà làm mâm cỗ trung thu thôi thì có thể các bạn chỉ học hôm trước sau học một buổi ra là được, cầm tay chỉ việc xong về các bạn sẽ tự làm và mình sẽ vẫn hỗ trợ. Thế nhưng mà có những bạn là muốn là học để làm nhà hàng thì các bạn không thể nào mà chỉ học một buổi là xong nhá, nó phải mất 2-3 buổi. Và có những bạn mà muốn làm những các cái mẫu khó, đặc biệt là những cái mẫu như kiểu mẫu này hoặc là mẫu hoa hồng ấy, mà đến mà mình kiểm tra mà khả năng của các bạn không đạt được, không làm nhanh được, mình thì mình sẽ không có một cái công thức nào cho chung, mà mình sẽ là nhìn vào học viên. Ví dụ như hôm vừa rồi có một chị ý đến nhà mình học nhưng mà chị bị cụt mất hai ngón tay này, cụt mất hai ngón tay này thì là do chị ý bị có nghĩa là chị cũng không phải là tụt bẩm sinh. Khi mình đến mình nhìn thấy thì mình bảo chị ơi chị là bẩm sinh hay như nào, thì chị bảo là do chị quay cái mí ấy, thế là bị như thế. Nhưng mà chị lại rất là khéo nhá, và khi mình dạy chị tì thì chị không thể tì được cái ngón này, bởi vì nguyên tắc là bao giờ cũng phải tì cái ngón này, chị không thể tì được. Thì mình lại loay hoay, hai chị em loay hoay mãi mới ra cái cách để mà cho chị tì được đấy. Thì tùy vào từng người thôi. Hoặc là có những chị thì dùng tay trái, có rất nhiều người học viên của mình dùng tay trái. Tay trái thì các bạn cũng phải đi theo cái hướng của tay trái, chứ còn thì trái phải thì nó cũng không phải quá quan trọng. Có những bạn bảo là em tay trái thì có học được không, thì mình phải thẳng thắn là có học được nhá. Quan trọng đấy, có người ta còn chẳng có tay, người ta còn mất cả vài ba ngón, người ta vẫn học được mà. Và em vẫn kiểm các bạn rồi đấy, em còn có một bạn nào có một chị học viên, chị bị chất độc màu da cam, chị tiểu bằng chân mà. Quan trọng là có đam mê không thôi, có quyết tâm học hay không thôi. Chứ còn tay trái không vấn đề gì. Tay trái thì mọi người thấy tay trái hay tay phải đấy là do mọi người quyết định thôi. Nhưng còn thì ví dụ như em thì ngày xưa em sống ở Mộc Châu ấy, em thỉnh thoảng đi sang Lào chơi ấy, xe của bên nào nó ngược xe mình mà, trái của nó là phải của mình. Bạn đi sang Lào
Hình như nước Anh nó cũng thế, em nhớ không nhầm Anh nó cũng thế. Trái là phải của mình mà, cho nên trái phải là do mình quy định thôi. Các bác đừng lan tăn trái phải quá, các bác trái cũng được, phải cũng được. Miễn là các bác ở nhà các bác biết thái rau củ quả là được, à, là học được nha. Thế thì cho nó nhanh nha. Chứ còn ở nhà mà đến rau củ quả không biết bào, không biết thái, không biết nấu ấy, thì chắc là thôi, không nên học đâu. Bởi vì em cũng đã từng có nhận học viên như thế rồi và em rút ra kinh nghiệm không nhận những bạn như thế. Mùa hè năm ngoái em có nhận một bạn học viên như vậy. Bạn học hết lớp 12 rồi và bạn ấy, mẹ bạn ấy gửi để bạn ấy học xong rồi bạn ấy đi ra nước ngoài để làm cho nhà hàng nước ngoài. Bạn đến nhà em thì hỏi cái gì bạn cũng không biết. Hỏi củ quả thì bạn ấy cũng không phân biệt được củ quả. Sau đó thì em có bảo bạn ấy bào rau củ thôi, ra thôi. Thì bạn ấy cũng bảo là ở nhà con chẳng bao giờ con phải làm cả, bởi vì mẹ con toàn gọi ở ngoài chợ người ta làm sẵn rồi. Thế về con chỉ thả lồi thôi. Hôm đầu tiên thì bạn còn bảo em là nhà con không ăn các loại củ. Thế thì em mới gọi cho mẹ bạn em là thế nhà chị ăn chỉ ăn rau xanh à, không ăn các loại củ à, mà con chị không biết ca, không biết lạo. Thì chị bảo không, không phải, có, nhà chị có ăn củ, nhưng mà bởi vì là chị đi chợ là chị cứ bảo các cô ở ngoài chợ ấy lạo hết sạch đi, thế là xong để mang về cho nó thì là nó nấu. Cho nên nó không biết lạo đúng thật, nó không biết lạo các loại củ quả đâu, không biết coi các loại củ quả. Đấy, và cái trường hợp đấy thì em nói thật lòng luôn là đủ chân đủ tay đủ tất cả tứ chi, nhưng mà em dạy em mệt hết hơi luôn. Thế và từ năm sau thì em rút kinh nghiệm, em không nhận những trường hợp như thế nữa, mất thời gian lắm, rất muốn nhưng không thể nhận được, bởi vì thật sự là và cái tâm của bạn ấy nó không đặt vào nữa, cho nên bạn ấy học tính ra bạn học cả tuần mà cuối cùng chả đi đâu vào mới đâu cả. Em nhận học phí em cũng gượng cả mặt, mà không nhận thì cũng nói thật lòng là cũng không thể không nhận được, bởi vì em bỏ thời gian công sức của bạn ấy rất là nhiều luôn. Thế sau mình lúc thu học phí của bạn ấy mà thật sự là thấy xấu hổ, không biết làm sao, nên là thôi từ năm sau là em rút kinh nghiệm là em không có nhận nữa. Dù là bạn bè thân thiết đến bao nhiêu gửi con cho em cũng không nhận nữa. Em chỉ nhận những bạn nào mà thật sự thích, đặc biệt là các bạn nhỏ nhỏ mà thật sự đam mê, thật sự thích thì em mới nhận. Những bạn ấy đến là bạn ấy học được. Chứ còn những bạn mà bố mẹ ép đến thì em nói thẳng luôn là các bạn học không. Cho nên các bố mẹ cũng thế nhá, các bố mẹ trong cái nhóm của mình thế nhá. Ai mà thấy con mình nó không thích thì đừng ép nữa nhá. Nhất là những cái môn như thế này thì đừng ép. Đến con nhà em cũng ép luôn, ép nó đâu, bảo ăn nó không thích cái này đâu. Phải thẳng thắn luôn nhá, bảo ăn nó không thích. Đây ví dụ như cái lớp này thì mọi người thấy này, đến đây mọi người lưu ý nhá, đến đây rồi thì chúng ta sẽ làm một đường đều như thế này để chúng ta đi cái đường này ra cho nó đều cái cánh hoa ra nhá. Đây em sẽ lướt luôn đây này để nối sang cái cánh giữa này này. Đấy đây nha, mình sẽ nối sang cánh giữa này luôn nhá. Bảo hết nhà em ấy là nó cũng không thích cái tỉa hoa này đâu, ví dụ như là cắt dán các thứ thì nó thích, hoặc là những các cái đồ thủ công mà kiểu cắt dán ấy, thì nó khá là thích, hoặc là đất lặn nó thích, chứ còn tỉa hoa thì nó không khoái, nó chỉ chơi đúng cái bộ dập hoa của em thôi, cái dập hoa xong là lấy cái móc thú ấy, xong rồi móc thành bông hoa nhỏ xinh xinh ấy, thì nó biết làm và nó khá là thích, nhưng mà nó chỉ được 1-2 hôm thôi, hắn chán, hắn không đam mê. Đấy con gái em luôn, nhưng em có ép nó đâu, em tôn trọng bạn ấy luôn. Đó nhà em thì là một bạn mà thích về ngôn ngữ. Đấy bây giờ ví dụ như em đang dạy này thôi, nhưng mà bạn ấy đang tự học ngôn ngữ của bạn ấy, và em còn đang đi học tiếng Trung cùng với bạn ấy, và em được đánh giá là học sinh dốt hơn bạn ấy rất là nhiều. Bạn ấy toàn dạy lại em thôi. Đây hiện tại thì mình sẽ đi tiếp này. Mỗi người thì có một cái đam mê, ví dụ như em ngồi tỉa, em ngồi cả ngày được các bạn. Thích mà, thích lắm. Em thích cho nên là em ngồi cả ngày cũng được. Đây hiện nay em sẽ đi tiếp cánh hoa ra này. Đây là mình nối được hai bông với nhau rồi nhá. Nhưng mà cái gì mà em không thích thì em không làm được đâu. Mình còn thế mà, trẻ con thế thôi. Cho nên nhiều bác cứ bảo là ôi con này chị nó ẩu lắm, nó đoản lắm, nó chẳng biết nấu ăn, nó chẳng biết làm gì, cho chị gửi nó đến cô để cô dạy nó hộ chị với, để nó sửa cái tính đi, sửa làm sao được. Trời ơi, cái đấy các mẹ dạy nhà đi, chứ mang đến em dạy khó lắm. Chỉ những bạn nào mà đam mê thì bạn ấy mới học được cái này thôi. Đó, thì đây mình đi tiếp lớp này nhá. Bạn nào mà chưa học về cắt tỉa ấy, mà xem video đến đoạn này là rối tung lên này, chưa hiểu, không hiểu gì đâu. Nhưng bạn nào mà đã học rồi thì đến đây các bạn mới hiểu là mình đang đi như thế nào. Còn bạn nào mà chưa hề học, nhất là bạn nào chưa học kỹ thuật chạm khắc chẳng hạn, xong chưa học đến
cái cách để mà chia khối ra. Đây là một bài mà khá là khó ấy. Cho nên là nào mà mới mình nhìn vào mình sẽ không hiểu đâu. Cho nên đừng cố hiểu nhé. Đấy. Đây em sẽ đi ra một lớp nữa này. À, anh nhớ cho chị nhá, đến đây là bắt đầu nối tất cả các cánh này với nhau, chứ không phải là đi từng bông hoa nối vào nhau nhá. Mà đinh vị xong nối dần cánh ra ngoài nhá. Không nở giấy hết rồi. Có những bạn là chọc đây một bông, xong đây một bông. Thế xong ở giữa này để chống mắt ra. Chúng ta phải đi lần lượt từ trong ra ngoài. Hoặc là kỹ thuật đi lần lượt từ ngoài vào trong cũng được. Từ ngoài vào trong cũng có nhá. Đấy. Mọi người thấy nó nở đều ra chưa? Đây mọi người có thể là để cho nó vòng vòng ra đây nhá. Em đi thêm một lượt cánh nữa là ra nhá. Cố gắng để làm sao cho nó mình lúc mình lấy cái lớp cánh mình lấy đều vào. À, anh này chưa lấy được cái lớp cánh ngoài này. Cứ lấy xong mà nó nhanh nhanh để nhở nó không đều nhau nhá anh nhá. Chưa dậy rất kỹ chỗ này rồi. Đấy, những bạn học viên mà học em rồi, có những mẫu mà nó có sẵn trên kênh Mẹ Bảo Ân rồi thì em sẽ gửi cái mẫu cho các bạn tự tập. Mẫu nào mà em chưa kịp lên thì em sẽ cố gắng em làm để em gửi cho mọi người nhá. Đấy, như bạn hai ngày hôm nay là em sẽ gửi cái mẫu này cho bạn đây này. Và gửi bạn đi xong thì em cũng sẽ để lại trên cái kênh Mẹ Bảo Ân ấy để cho mọi người tập nhá. Tập xong thì gửi ảnh cho em. Gửi ảnh thì cố gắng chụp làm sao chụp trên cái nền nó rõ ràng vậy thì em mới sửa được. Đấy. Đây nha, lát nữa mình cái cánh hoa của mình sẽ đề ra đúng một đường này nữa cho em, được chưa? Thêm một lớp nữa nha. Thế này thì mình sẽ đi cái cánh hoa to hẳn ra nha. Đây, lấy hẳn bằng cái cánh to này ra này. Để cho nó rộng bông hoa ra. Lấy cái xúc cao cấp thì các bác đi thoải mái ra bên ngoài. Nếu mà quả này nó to khoảng 5-7 cân thì đi được tất cả các mắt xúc luôn. Quả này nó khá là bé, không phải là to. Quả này chắc chỉ khoảng 2 cân rưỡi ấy. Mọi người nghe tiếng dưa hấu phê chưa? Đây, cái này sẽ ra hết đây. Ra đều to hết luôn nhá. Đấy. Đến đây thì chúng ta sẽ bắt đầu làm viền nhá. Làm viền thì mọi người lấy cái móc tỉa thú cho em ra để làm viền. Đây. Mình lấy cái móc tỉa thú này này. Ở trong bộ của em bao giờ nó có cái móc này. Đó, mọi người sẽ vẽ viền luôn này. Mình vẽ viền xong đó thì mình đi cái đường viền xuống thì nó sẽ đẹp nhất nhá. Có rất nhiều bạn làm đến cái đoạn viền này lại không làm, bỏ qua. Nên cái quả dưa nó không được đẹp. Cái viền này quan trọng lắm đấy, đừng bỏ qua nhá. Đấy. Đây cái viền nó sẽ như này. Hôm nay bạn nào mà chưa biết làm viền thì để ý vào đây nha. Viền thì chúng ta sẽ không đi thẳng vào như lúc đấy lấy ra nữa, mà chúng ta đi nghiêng theo cái đường viền này ra này. Đây nha. Đấy. Đi nghiêng vào đây. Và đúng cái phần mà các bạn vừa mới lấy xong ấy. Các bạn đi viền trước ra thì chúng ta sẽ không bị nẹm ra ngoài và đường viền của chúng ta sẽ tròn đẹp. Đó, đến đây thì chúng ta có thể lấy theo hết một đường như này. Cái phần viền thì sẽ hơi khó nhìn một chút bởi vì cái máy quay nó chỉ được đến thế thôi. Mọi người chịu khó một chút xíu nhá.
Bạn nào mà học trực tiếp và em dạy rất kỹ những các cái cách để đi ra viền như thế nào rồi. Cho nên là vào những các cái mẫu này thì mọi người sẽ phải nhìn mẫu thôi. Chứ còn các cái buổi như thế này mà đi chi tiết nữa thì không có thời gian. Đấy. Trên đây các bạn có thể đi ngược dao lại để lấy cái phần này ra cho nó rõ này. Cố gắng là để lại một chút cái đường viền ở dưới này chứ đừng đừng đi hết hoa ra nhé. Đây chỉ là một trong những cách đi xúc thôi, và cái xúc này là xúc nổi. Các bạn còn có thể có nhiều cách đi xúc khác nữa bằng cái bộ xúc này. Thì tí ở trên kênh của em ấy, gần như là em đi hết các mẫu nhá. Em sẽ cố gắng em chia sẻ mọi người mẫu hết các mẫu. Quan trọng là mọi người biết cách tỉa đã, xong rồi thì mọi người vào xem mẫu thì mọi người mới hiểu được. Ôi dồi ôi, cái quả này nó nặng. Quả này chỉ hơn 2 cân mà nặng thế. Mệt quá rồi cả nhà. Vì mệt quá rồi cho nên là cái gì cũng thấy nó nặng. Đấy, thực ra tỉa thì không lâu đâu, nhưng mà cái lúc đi làm viền rồi các thứ này này, tỉ mẩn để sửa thì lại rất là lâu. Chỗ này mọi người lưu ý là đi vòng chéo nó lên nhá. Đây, lấy cái vỏ này, xong lướt con dao chéo nó vào. Chị em phụ nữ thì gần như là chúng ta đi những các cái dòng dao này thôi, chứ còn cái dao rồng thì nó hơi to tay. Ví dụ như em là em không biết được dao rồng đâu, bởi vì cái dao rồng với em là hơi bị to. Cho nên mọi người cân nhắc lúc mua dao. Cái dao rồng thì thường là các bạn nam, các bạn ấy hay dùng hơn, vì tay người ta khỏe và cái khổ tay người ta to thì người ta cầm vào cái con dao nó tiện hơn. Ở nhà em thì hầu như là các vòng dao của nhà em thì em đều hướng đến chị em phụ nữ thôi. Còn các anh nam giới thì không phù hợp. Cho nên là các bạn nam mà làm nghề ấy, thì thứ nhất em cũng không nhận luôn. Có nhiều bạn cũng bảo là tại sao chị không nhận nam giới để học, có nhiều bạn nam cũng thích học, tại sao chị lại phân biệt, chị lại không dạy. Thì phải nói thật với mọi người là có biết dạy nam giới đâu mà dạy. Cũng muốn lắm đấy chứ. Nhưng mà bản thân em thì em chỉ có thể dạy chị em phụ nữ được thôi, chia sẻ với chị em phụ nữ được thôi. Bởi vì thực ra nam giới thì các bạn phải cần những cái mẫu mà nó khỏe, để cả con dao các bạn dùng nó cũng khác. Chứ còn làm những cái mẫu như chị em phụ nữ mình thì cần là tay nó nhỏ. Đấy, tỉ mỉ nhỏ xíu này này. Chứ mấy anh nam giới anh nhưng máy chỗ này tí là xong. Cho nên các bạn nghệ nhân mà nam ấy, các bạn đi máy mấy cái bông này thì chắc chỉ 10-15 phút là xong. Cho nên chị em phụ nữ mà làm đơn hàng thì cũng cần phải cẩn trọng, lưu ý ở cái chỗ là mình có sức để mà làm hay không nhé các chị nhé. Các chị đừng ham xong rồi cuối cùng sức mình không làm nổi, xong không kịp mâm cỗ trung thu người ta khổ ra. Như em, cá nhân em không nhận luôn, bởi vì em chả có sức làm. Bảo em mà vui vui em tỉa thì được, hoặc là dạy các chị thì được, chứ còn bảo em mà chạy theo đơn hàng xong là làm mâm cỗ trung thu là em chịu đấy, em làm được đâu. Bởi vì một mâm cỗ trung thu nó đâu chỉ có mỗi quả dưa, còn bao nhiêu thứ, xong có khi là nhận vài ba đơn, vài ba chỗ nữa. Thế xong là chạy cong lò lên. Thôi em không nhận nhá. Cho nên những bạn nào mà hỏi về mâm cỗ trung thu cũng đừng hỏi nhà em luôn cho đỡ mất thời gian nhá. Em không nhận đơn cỗ trung thu và cũng không nhận làm cho nhà ai, cũng không nhận làm đơn đâu. Em có nhận làm đơn cho nhà hàng thì có, nhưng mà em cũng chỉ làm đơn cho nhà hàng gần nhà em thôi. Và em không nhận ngoài, bởi vì thật sự không có sức để làm. Và nhà hàng thì gần như là em cũng chả nhận được nhiều đâu. Em chỉ nhận những cái mẫu quan trọng, những cái mẫu nào mà sắc nét thì em nhận thôi. Chứ còn những cái mẫu mà dễ đơn giản là em dạy cho nhân viên nhà hàng họ làm rồi, em không làm đâu. Em thì là một người không có sức bền dài để có thể bảo là làm theo đơn hàng, em không làm được. Đấy, đến đây mọi người đi sâu một chút xuống thì nó nổi bật nó lên. Đó.
gần xong quả dưa rồi, cả nhà ủng hộ em đi để cho em có sức khỏe, em làm đốt quả dưa để đi, mệt quá. Các bác thả tim like cho em đi. Bác nào mà ngồi xem kiên trì từ đầu đến đây đến bây giờ ấy thì chắc chắn luôn là sẽ học tỉa được ấy. Phải đam mê thế. Phải ngồi xem em làm mê như thế. Bởi vì em là đứa như thế đấy, em ngồi ai xem ai tỉa, em ngồi mê như thế từ đầu đến cuối. Thế cho nên là em mới học tỉa được như này đấy. Ngày xưa em có biết tỉa đâu, em cũng toàn xem như thế, xong rồi thì em tự học mà. Chứ em cũng có được đi học thầy nào đâu. Nhưng mà mê lắm. Phải nói là mê nghiện tỉa ấy. Có những lúc mà có một thời gian, có những thời gian mà em bị nhức tay ấy, em ngủ em thèm tỉa vô cùng nhá bác nhá. Thèm lắm, thèm được tỉa. Đấy. Đây, quả này xong rồi nha bà con. Cơ bản nó là như thế này. Đấy, hai anh ơi, chị toát mồ hôi luôn. Mới xong mẫu này, gửi cho em. Đây là mẫu bằng súc cơ bản nha bà con nha. À, súc cao cấp, sao gì đấy, đến tầm này mệt quá rồi, không sợ nữa, nói như tỉnh đấy. Đây, súc cao cấp nha. Dọn ra cho mọi người xem. Đây, súc cao cấp. Nó sẽ như thế này nha. Bà con ra ban nữa ấy. Các bác mua cái bộ súc cao cấp này ấy, thì cân đối. Bởi vì khá là giá nó khá là cao. Nhưng mà với bác nào mà có kinh tế thì nó chả có gì đâu, chưa đến triệu bạc. Nhưng bác nào không có kinh tế thì hơi căng. Thế cho nên là mình cứ cân nhắc nha. Hôm trước có một chị em bảo là chị ơi, bộ súc cao cấp với bộ dao lưng cao nó đắt lắm, chị mới tập thì chị đừng dùng. Chị bảo là ơi, đắt thì bao nhiêu. Thế thì mình mới bảo là cả bộ của nhà em nó rơi khoảng tầm 800 đến 1 triệu chị ạ. Thế chị bảo cháu ơi, 800 đến 1 triệu không bằng tao đi uống cà phê buổi sáng mày bị làm sao ấy. Mình lấy cho tao bộ đi. Giờ đấy những chị có tiền nói chuyện thích thế rồi. Đó. Một bộ này bao nhiêu tiền chị ơi? Bộ súc cơ bản là súc cơ bản là à, súc cao cấp là 400. Và dao ba lưỡi là 400 là 800. Nhưng nếu như mọi người mua theo combo thì rẻ hơn. Combo thì mọi người sẽ hỗ trợ giá giảm xuống rất là nhiều. Thế cho nên là những ai mà muốn mua nhá, lát nữa nhân viên nhà em sẽ gửi cho các bác cái bộ combo để các bác cứ đọc ở trong cái mục tin nhắn nhá. Để mọi người biết nhá. Chứ còn thì nói ở đây giải thích thì khó nói lắm. Rồi bây giờ mới có thời gian nói chuyện mọi người. Ôi trời ơi, có tỉa hoa sen trên dưa này không ạ? Hoa sen à? Chưa tỉa bao giờ. Hôm nào để thử nhá. Không thường, không thương. Tớ chưa tỉa hoa sen trên dưa này bao giờ. Để hôm nào tớ thử nhá. Chưa có. Cảm ơn ý tưởng của bạn. Mình sẽ thử ạ. Mình bây giờ mình sẽ đọc lại từ đầu cho mọi người. Ôi hôm nay mọi người vào được nhiều thế, nói chuyện nhiều thế, vui thế. Thế này mà tôi không có thời gian, tôi buồn với mọi người buồn ghê. Đây ở đây mọi người toàn hỏi bổ súc thôi. Bổ súc bao nhiêu? Bổ súc bao nhiêu? ABC bổ súc bao nhiêu? Lát nữa nhân viên gửi nha. Không trả lời bổ súc đâu nha. Tao thì chỉ có bán không có chứ, Xuân Sang ơi có bán nha. Có bán thì mới quay lên chứ. Cơm áo không đùa với khách thơ, em có bán giao tỉa với em còn cản dậy đấy nha. Cô giáo IB mình nhé, IB cái gì nhỉ bạn Đào Nguyên? Đào Nguyên ơi đây, IB cái gì nhỉ? Không biết IB cái gì, thôi lát nữa nhân viên cứ IB nhá. Nhân viên mình cứ IB cho bạn đấy, cả lớp học, cả bộ súc cao cấp đi. Hôm nay tất cả những bạn hỏi thì sẽ đưa mình nhắc bạn nhân viên nhà mình này. Hôm nay tất cả những bạn hỏi ở trên cái buổi livestream buổi tối ngày hôm nay thì sẽ gửi cho mọi người là bộ cao cấp, không gửi bộ cơ bản nha. Mọi người hết sức lưu ý nha. Bộ cơ bản sẽ không gửi nha. Hôm nay sẽ chỉ gửi bộ cao cấp. Bởi vì ngày hôm tối sáng ngày hôm nay. Chị ơi sao chú Quệ còn giấy trắng ạ? À? Em định làm mà không biết. Đúng rồi, chú Quệ còn giấy trắng. Bởi vì là cái mặt chú Quệ nó bé quá, thế là không thể nào mà làm cái hồn của chú Quệ nó đẹp được. Mình cũng đang nghiên cứu nhưng mà hôm nay mình bận quá, mình chưa buổi trung thu hôm nay mình chưa làm được các bạn ạ. À, mình nghĩ là sẽ phải chỉnh lại cái mẫu chú Quệ một chút. Cái mẫu chú Quệ thì mình chưa có thời gian chỉnh, nhưng mình nghĩ là mình sẽ phải chỉnh làm sao cái mắt cái mũi nó có hồn và nó dễ hơn một chút. Còn cái mắt mũi cũ kia kìa, cái mẫu chú Quệ cũ ấy, thì cái mẫu đấy thì không phải là do mình sáng tạo ra, mà là mình cũng được một bạn ấy tặng lại cho mình thôi. Thế cho nên là mình thấy là nó không ưng ý lắm, thì mình cũng đang dự kiến là mình sửa lại cái mẫu chú Quệ đấy theo ý mình, và các bạn sẽ có thể ra được cái hồn cái mắt nó đẹp hơn. Thì năm nay thì chắc là thôi không làm kịp rồi, bởi vì bây giờ là mình cũng muộn rồi. Thế cho nên là năm sau nhá, năm sau mình sẽ sửa mẫu chú Quệ nhá. Mình sẽ cố gắng mình vẽ lại xong rồi mình gửi tặng cho các bạn. Chứ còn mình thấy cái mẫu chú Quệ năm nay thì cái mắt cái mồm